quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với những thông tin tài chính trong nước và thế giới vừa được chúng tôi cập nhật trong bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Hôm nay, mùng 1 tháng 9, các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng thị trường vẫn đang được hỗ trợ đáng kể bởi nhiều yếu tố. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam USD giảm tuần 6 đồng, hiện ở mức 24.224 đồng. Kết thúc tháng 8, giá vàng miếng ổn định ở mốc 81 triệu đồng một lượng. Như vậy, so với tháng 7, giá vàng miếng trong nước đã tăng 2 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm nhẹ. Hiện giá vàng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SGC đang được ngân hàng Agribank, BDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 81 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 79 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SGC 4 số 9 niêm yết ở mức 77,3 triệu đồng một lượng mua vào và 78,6 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng giá mua và 50.000 đồng giá bán. Đợt gì tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm giá mua bán vàng 50.000 đồng xuống lần lượt 77,5 triệu đồng một lượng và 78,6 triệu đồng một lượng. Giá mua và sẽ bán vàng nhẫn thương hiệu Biển Di niêm yết ở mức 77,4 triệu đồng một lượng và 78,6 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu neo ở mức 77,46 triệu đồng một lượng mua vào và 78,66 triệu đồng một lượng bán ra. Phục Quý SGC đang thu mua vàng nhẫn với mức 77,4 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 78,6 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng so với dạng sáng qua. Thị trường vàng thế giới tương đối trầm lắng trong tuần này khi giá được duy trì ổn định trong hầu hết phiên giao dịch trong tuần. Trong phiên giao dịch cuối, kim loại quý này chịu áp lực bán liên tục trước kỳ nghỉ lễ lao động tại Mỹ. Các chuyên gia cho rằng dù giá có thể còn dư địa để giảm, nhưng điều quan trọng là thị trường vẫn còn động lực đáng kể. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, trong khi vàng không ở mức quá mua, đồng USD đang bị bán quá mức và sẵn sàng trong một đợt phục hồi tiềm năng. Tuần này, chỉ số USD Index đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7 năm 2023, kiểm tra mức hỗ trợ tại 100,5%. Trong hai tháng qua, thước đo đồng bạc xanh này đã giảm khoảng 5% khi thị trường bắt đầu kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ phết sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Trước cuộc họp, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản và dự báo 30% khả năng Fed sẽ quyết định mức giảm 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, đồng USD đã phục hồi từ mức thấp khi kỳ vọng của thị trường thay đổi do các dữ liệu tăng trưởng và lạm phát gần đây. Theo các nhà phân tích, tuần tới sẽ là một thử thách lớn đối với thị trường vàng với dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố. Tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh đã khiến thị trường chứng khoán trào đảo. Các nhà giao dịch đang nóng lòng muốn xem liệu dữ liệu đó chỉ là một sự cố bất ngờ hay là sự khởi đầu của xu hướng suy yếu trên thị trường lao động. Dữ liệu việc làm của tuần tới có thể xác định tốc độ chu kỳ nới lỏng của Fed. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc Fed cắt giảm 50 điểm hay 25 điểm cơ bản không quan trọng. Sự thật là nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, thị trường lao động đang suy yếu và lãi suất sẽ giảm xuống. Điều đó có nghĩa là xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, lạm phát dù đã giảm nhưng vẫn được kiềm chế hoàn toàn bởi nợ chính phủ tiếp tục tăng với tốc độ chưa từng có. Các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng và đa dạng hóa các khoản nắm giữ của họ và sự bất ổn về chính trị vẫn ở mức cao, tiếp tục cung cấp được đẩy cho kỳ loại quý này. Với vàng trong nước ổn định và vàng thế giới neo ở mức 2.504,7 USD tương đương gần 75,6 triệu đồng một lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,4 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng nhẹ 0,14%, đạt mức 100,86 từ mức thấp nhất trong 8 tháng. Điều đó thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược vào mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, thậm chí còn thúc đẩy kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, sang ngày 28 tháng 8, đồng bạc xanh lại giảm 0,30%, số mức 100,55 trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này và tuần tới. Những biến động trên thị trường tiền tệ vẫn được thúc đẩy bởi triển vọng cắt giảm lãi suất sắp tới của Mỹ. Điều này đã gây áp lực lên đồng USD trong những tuần gần đây. Đồng bằng xanh giảm nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy giá nhà tại Mỹ giảm 0,1% theo tháng sau khi không đổi vào tháng 5. Giá nhà tăng 5,1% trong tháng 12 tính đến tháng 6, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Để rồi tới ngày 29 tháng 8, chỉ số DXY tăng 0,49%, đạt mức 101,04 do khối lượng mua tăng vào cuối tháng. Trong bối cảnh, các nhà giao dịch đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới có thể sẽ quyết định tốc độ nới lỏng lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Các đợt biến động mạnh đã xảy ra ở thị trường ngoại hối trong tháng này, khi lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ và các tín hiệu diều hầu từ Ngân hàng Nhật Bản đã tác động mạnh đến đầu USD và khiến các loại tiền tệ chính tăng vọt chỉ số DXY đang trên đà đạt mức tăng ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 6. Tuy nhiên, trong tháng 8, đồng bạc xanh đã giảm 2,8%, mức giảm tồi tệ nhất từ tháng 11 năm 2013. Đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch vào ngày 31 tháng 8 khi tăng 0,39%, đạt mốc 101,73 với việc chi tiêu và thu nhập cá nhân tăng, hỗ trợ kỳ vọng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản vào tháng tới, thay vì 50 điểm cơ bản một số nhà đầu tư kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất lớn hơn vào tháng tới với quan điểm rằng Fed đang tụt hậu về tốc độ nới lỏng chính sách. Các hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đạt cược 31%, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm so với xác suất 35% của một ngày trước đó. Trong khi đặt cược gần như chắc chắn về động thái nới lỏng chính sách ở mức 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 sau hơn 4 năm. Thị trường cũng đã ước tính Fed sẽ cắt giảm khoảng 100 điểm cơ bản tính đến thời điểm cuối năm 2024. Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 1 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam USD giảm tuần 6 đồng, hiện ở mức 24.224 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 23.400 đồng và 25.385 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào bán ra như sau. Vietcombank mua vào 24.660 đồng, bán ra 25.030 đồng. Vietinbank mua vào 24.520 đồng, bán ra 25.020 đồng. BIDV mua vào 24.692 đồng, bán ra 25 đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.